Xin chào các bạn yêu lan trên toàn thế giới nhé. Hôm nay thì tôi rất là vui khi mà lần đầu tiên được đến cái vườn lan rất là thú vị của giáo sư Trần Duy Quý. Thì hôm nay may mắn là đúng vào cái dịp 20 tháng 11 cho nên là giáo sư cũng ở nhà, rất nhiều người đến chúc mừng nên là tôi mới có dịp để gặp giáo sư ở đây. Đấy, thì hôm nay là rất may là giáo sư lại ở nhà cho nên là giáo sư sẽ chia sẻ, tôi sẽ quay một số hình ảnh tại vườn của giáo sư Trần Duy Quý để cho các bạn cùng thưởng lãm. Đây là giáo sư Trần Duy Quý này. Chào giáo sư ạ. Xin chào tất cả các anh chị em yêu lan trên cả nước. Dạ vâng. Đặc biệt là những anh em mà quan tâm đến lan vàng. Dạ vâng. Thì hôm nay năm nay đợt này có khỏe không ạ? Năm nay thì về sức khỏe thì cũng tương đối tốt nhưng mà mấy hôm nay thì hơi mệt bởi vì là công việc dồn một cuối năm nhiều. Dạ vâng. Vừa phải chấm các luận án tiến sĩ, vừa phải là đi thu các cái mẫu lúa rồi thì chuyển giao tiến bộ kỹ thuật báo cáo rồi thì là chấm bài. Dạ. Rồi lại chăm sóc cái vườn lan của mình. Dạ vâng. Là một cái thú chơi trong suốt mấy vườn năm. Của giáo sư thì có chắc là chủng loại lan thì phong phú lắm nhỉ? Thì nói chung là mình cũng thú chơi theo tập đoàn được hơn 20 năm. Vâng. Nhưng mà bây giờ trước đây thì vườn nó rộng. Dạ. Bây giờ thì chỉ còn có tất cả là 80 mét. 80 mét vuông. Tầng dưới là 40, tầng trên là 40. Vâng. Ở trên thì chứa các cái dòng lan quý hiếm hơn. Dạ vâng. Trong đó có lan va, còn ở dưới thì là các cái dòng thông thường. Vâng. Ví dụ như đây là tập đoàn kiếm. Kiếm đây này, các loại kiếm. Thế rồi thì là có các loại là mạc, rồi đại mạc. Vâng. Thế rồi là kiếm trắng, kiếm hồng, kiếm vàng, lưỡi là kiếm trắng, cái giò kia là giò quế lan hương, quế rồi tam bảo sắc, vâng, cái giò kia lốt coki dạng lai, vâng, cái giò irides, vâng, cái đây là nuôi cáo, vâng, nuôi trồn, vâng, thế còn kia là bát bảo tiên, vâng, cái kia là nuôi trồn đằng kia, vâng. Hoàng thảo long nhãn. Dạ vâng vâng. Một đấy. Số cái lan vũ nữ, lan đai châu. Dạ đấy thì các bạn thấy không? Vâng. Đúng tính chất là của một người say mê lan và yêu lan. Kiếm Nha Trang. Bản lá rất là to. Giáo sư Trần Duy Quý sẽ dẫn lên tham quan cái vườn va của giáo sư ở trên. Trong cái đây thầy Việt Nam. Vâng, thầy giới đây thiệu. Là tiên tiểu lan ông. Tiên tiểu lan ông. Đây là cái dòng lan thuốc của Việt Nam à. Mà Trung Quốc luồng mua hiện nay chỉ còn có 3 chậu. À thế ạ. Thế là nó mất và thu mua hết. Vâng. Thế thì đây là của anh Lý ở Hà Nam. À. Anh ấy còn giữ lại được và tiên tiểu lan ông. Tiên tiểu lan ông để làm thuốc. À, để làm cho thuốc. Cho hai thân thì hôm nay là lên được 4 thân. Đây là đang lá ra nở vào dịp Tết. Thế ôi hay quá. Đây này đang nhú mầm này. Nhú mầm đấy. Thế mà hình như mấy cái này đang bị bệnh này đây, giáo sư này. Nó bắn được cái thời kỳ mà làm nhà nước vôi như các thứ. Vâng. Thế này nó cũng có một ít dẹp. Dẹp đây nè, dẹp sáp. Thiếu ánh sáng dẹp sáp. Vâng. Nhưng mà cũng đã xử lý rồi, không vâng. Có sợ. Dạ vâng. Ok ạ. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ theo giáo sư Trần Duy Quý lên cái vườn lan va. Vâng. Như là các cái bạch ngọc tứ bạch thời. Vâng. Đây cũng là lan kiếm và đây đặc biệt tức là trước đây có 5 chậu thì giao lưu tặng mất 3. Vâng. 3 chậu này là cái nguồn gốc là Mạc Phúc Xuyên. Mà Phúc Xuyên của một cái gia đình mà giữ được trên 200 năm của các cụ truyền lại. Thành phố Sơn Tây. Thế đặc biệt của nó là lá vặn. Thế và hoa rất đẹp, cần hoa và vòi hoa đẹp. Đây cũng đang có vòi hoa. Này. Đây là vòi hoa đấy. Thế còn cái thời mà còn nhà văn 200 năm Nguyễn Duy Ngữ thì là nhà văn quân đội đại tá. Vâng. Thì viết về cái này vì ông có dạy để cậu học trò mà con của cái dòng ngoại của cụ Phúc Xuyên. Vâng. Thế và hôm đó thì cách đây 3 năm tôi lên thì được ông mới để chia sẻ cho vừa bán và vừa tặng.
một cái chậu bảy thân. Dạ. Thế và sau đó chơi thì tôi tách ra thành năm chậu và tặng lại anh Công ở dưới Nam Định. Vâng. Đấy, và tặng cho một anh bạn năm nay 76 tuổi là anh Duyên quân đội cùng chơi. Thế và còn lại ba chậu. Còn ba chậu. Vâng. Và Tết này thì chắc là đang mâm hoa đang hay quá. Vâng. Mạc Phúc Xuyên. Dạ vâng, Mạc Phúc Xuyên. Bây giờ sẽ hay quá. Bây giờ sẽ leo lên cái vườn lan và trên tầng trên nha các bạn. Vâng, đây là phi điệp thân nù. Phân đi phi điệp nù của Sơn La. Sơn La. Giao lưu với lại vườn của anh Định ở Sơn La. Còn đây ngoài ra Sơn La có cái chậu kiếm xanh Huế. Cái này bị sần rồi. Đây là Phan Chí Sần. Vâng, Phan Chí Sần. Cái sần. Nó bị lây từ cái chậu Phan Chí Sần sang. Vâng. Đây cũng là một loại kiếm. Dạ. Hoa màu hồng đỏ. Dạ. Thế còn đây là những lan thái để chơi. Vâng. Tặng các bạn bè ở xa. Enro. Các thứ. Đây là một kiếm trắng Thái Nguyên. Vâng. Kiếm lưỡi vàng của Quảng Ninh. Dạ. Còn đây là một cái dòng kiếm nó thuộc cái nhóm hoa nó màu đỏ nhưng mà là mùi của kẹo dừa. Đấy, thế thì nó để đây là con kiếm hương dừa đấy. Đây là kiếm. Vâng. Đây là các chậu kiếm. Vâng. Thân nhau sân rất là rộng cho nên là chơi rất thoải mái các bạn ạ. Đây thì đây là cái vườn va, có xung quanh là có quây quây lưới đài. Quây lưới đài. Và làm bằng thép không gì. Vâng, làm inox luôn. Vâng. Làm inox toàn bộ. Cũng vẫn là mang tính tập đoàn. Vâng. Chứ chưa có phân ra nhiều nhưng mà ở đây thì cũng đã sưu tầm được khoảng 40 loại lan va. 40 loại lan va. Thế là cũng là nhiều rồi. Trong đó gồm có 5 canh trắng Phú Thọ. 5 canh trắng Hiền Oanh. Vâng. 5 canh trắng Lâm Xung. Vâng. 5 canh trắng Đại Tướng. Dạ. 5 canh trắng Mắt Ngọc. Vâng. Tây Nguyên. Vâng, Mắt Ngọc Tây Nguyên. Rồi, thế rồi thì là 5 canh trắng Bình Nhi. Bình Nhi. Dạ. Đây, vườn đã làm rất kiên cố nha các bạn. Có hồng thì có hồng xòe. Hồng xòe. Hồng Minh Châu. Minh Châu. Hồng Mỹ Nhân. Mỹ Nhân. Hồng Yên Thủy. Dạ, thế là cũng nhiều loại rồi. Hồng Mộc Châu Sơn La. Hồng Mộc Châu. Rồi thì có cái Hạc Vĩ. Lá phát tài. Phát tài. Vâng. Và hạt lý lá vàng. Lá vàng. Thế là 6 mắt trước của Thái Bình. Dạ. Thế rồi thì là phi điệp khổng long của Nghệ An. Vâng, vẫn đi ngọn. Vẫn đi ngọn. Dạ. Thế rồi 5 canh trắng Thủy Tiên. Dạ. Đấy. Và đặc biệt ở đây. Vâng. Thì có một cái nhóm. Dạ. Là đang còn sổ số. Sổ số. Đây là con lai. Cây lai. Tổ hợp lai. Tổ hợp lai. Giữa hồng Mỹ Nhân. Lai giữa hồng Mỹ Nhân. Và 5 canh trắng mũ trắng. Thế và hiện nay thu được 1.200 cây. 1.200 cây. Chia sẻ cho bạn bè trồng. Và hiện nay nở bói thì ra 3 nhóm chính. Dạ. Nhóm thứ nhất là 5 cánh ám vai ngang cánh bầu. Học tím môi tuyết. Dạ. Tuyệt vời. Nhóm thứ hai là 5 cánh trắng mũi lại hồng. Đấy, nó không còn mũi trắng của bố. Đây là những cây này như thế này. Đấy. Rất khỏe. Đây là con lai. Nên là rất khỏe. Và đặc biệt là
giống mẹ. Vâng. Là Hồng Minh Nhân. À, nhóm này có 3 nhóm này, nhóm thứ 3 là giống mẹ. Giống mẹ. Dạ. Đến 98%. Dạ. Đây là Hồng Minh Nhân chuẩn. Dạ, đây Hồng Minh Nhân xịn này. Giống Minh Nhân xịn. Dạ. Còn đây là Hồng Minh Nhân đã được lai với lại kết quả của lai. Kết quả của lai. Dạ. Nhưng mà lại trở về nó không tổ hợp được. Dạ. Nhiều với lại bố. Cho nên rằng là nó lại trở về cái đó, nhưng nó tăng được sức sống lên do có cái sự sinh sản hữu tính. Dạ. Lâu lâu không được ngủ với nhau. Tức là sinh sản bằng hữu tính thì sức sống nó duy trì nòi giống khỏe hơn là nhân vô tính mạng. Dạ vâng. Thế thì hy vọng thằng này nó sẽ ra cây hoa, mặt hoa nó sẽ giống như mẹ. Vâng. Nhưng sức sống nó mạnh hơn. Dạ vâng. Đang còn đợi kiểm tra hoa lần cuối. À. Trước khi để trao đổi với anh em. Dạ. Cho nên rằng là nhà di truyền học chúng tôi vâng. thì có khả năng cải tạo thế giới. Dạ. Cải tạo và có thể tạo ra những loài mới. Dạ. Không có trong tự nhiên. Dạ vâng. Cho nên là một các nhà khoa học của thế giới nó gọi ví những nhà mà làm về đột biến ấy, đó là những nhà phù thủy. Dạ. À, những nhà phù thủy. Dạ, ông thầy tôi là được báo giới của thế giới nó ca ngợi giáo sư tiến sĩ Văn Bài. Vâng. Năm nay nếu ông còn ông 84 tuổi. Dạ. Nhưng ông qua đời lúc năm 51. Dạ. Thì chương trình của ông là tạo nên những kiệt tác. Dạ. Mà không có trong thiên nhiên. Dạ. Cho nên là các nhà khoa học thế giới đánh giá giáo sư tiến sĩ Văn Bài như là một nhà phù thủy. Vâng. Có thể biến cái nọ sang cái kia. Dạ. Ở đây tức là chúng tôi có thể tạo ra được những cái dạng không có trong tự nhiên. Vâng. Cũng như là các đột biến. Dạ. Nó xảy ra hiếm hoi trong tự nhiên. Dạ. Nhưng mà được giữ lại là do thiên nhiên giữ lại những cái đột biến này, nó có giá trị đối với bản thân cái cây đó để nó tồn tại tốt hơn và được con người phát hiện ra, cho nên chăm sóc và nó không bị mất đi trong thiên nhiên. Dạ, vâng. Chứ nếu mà không được con người chăm sóc thì có khi là nó bị loại khỏi thiên nhiên vì sức sống của đa số các đột biến là yếu. Vâng. Dạ, vâng. Ok, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì thưa các bạn, hôm nay thì tại vườn của giáo sư Quý thì đang có áp dụng cái mô hình là cái truy xuất nguồn gốc. Đấy, cho nên là tôi sẽ một lát tôi sẽ quay cái phần mà hướng dẫn trao đổi về cái chủ đề truy xuất nguồn gốc này tiếp tục trong cái phần video sau. Các bạn đừng rời kênh theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn. Đấy thì hôm nay thì tại cái nhà vườn của giáo sư Trần Thứ Quý ở đường Phạm Văn Đồng của Hà Nội ấy. Thì có mấy bạn mà đang gặp ở đây, các bạn ấy có một cái phần mềm rất là hay, cho nên là tôi sẽ tranh thủ tôi quay giới thiệu luôn với các bạn. Đấy, đây là mấy anh em đang ngồi làm việc, thì các bạn sẽ giới thiệu với mọi người cái phần mềm để truy xuất nguồn gốc liên quan đến cây lan đấy như thế nào. Vâng, chào tất cả anh em nhé. Vâng, đây là anh Vương Xuân Nguyên, người cũng rất nổi tiếng trên cộng đồng lan vừa rồi này. Đấy, thế còn bạn này tên là Lâm nhỉ, là trưởng nhóm phát triển cái phần mềm truy xuất nguồn gốc. Nick và VIP Lan toàn này. Thế còn bạn này Hoàng trong team phát triển phần mềm, bạn Hoàng cùng team với đấy. Ok, thì bây giờ mọi người giới thiệu cho mình cụ thể về cái phần mềm mà truy xuất nguồn gốc này, này là nó như nó hoạt động như thế nào và làm sao để một người yêu lan hay là một nhà vườn có thể tham gia được vào cái chương trình này. Xin giới thiệu với mọi người, mình là Dương Thanh Lâm, mình thay mặt cái team phát triển cái phần mềm này để giới thiệu với mọi người. Là trước tiên cái mình giới thiệu về cái phần mềm này, nó tên đầy đủ là phần mềm quản lý và truy xuất nguồn gốc. Thì trong cái team nó của mình là có 6 người. Đó là người đầu tiên đứng đầu, đó là giáo sư Trần Duy Quý. Đó là tiến sĩ là Trần Duy Dương, là con trai thầy. Đó là em là Dương Thanh Lâm, là trưởng nhóm. Còn đâu là còn hai bạn IT nữa ở Sài Gòn. Thì em xin giới thiệu là cái tại sao cái phần mềm nó được tên là quản lý và truy xuất nguồn gốc. Thì mình sẽ tách biệt hai cái phần ra để mình hiểu. Thứ nhất là quản lý, tại sao quản lý.
cái bố cục của phần mềm của em ấy, nó xây dựng dưới dạng phân cấp và phân quyền. Nên là mỗi một cái cấp nó sẽ có một cái quyền tương ứng. Vâng, các cấp càng cao thì cái quyền nó giao việc cho cái cấp dưới. Vâng, đó là gọi là quản lý. Còn truy xuất nguồn gốc là sau khi một cái cây mà đã được tạo hồ sơ xong thì nó có cái lưu giữ hình ảnh dữ liệu trên hệ thống gọi là tạo hồ sơ, thì cái cây đấy được bán cho các nhà vườn nào, đi qua các nhà vườn nào, thì cái nhà vườn sở hữu cái cây đấy người ta có thể truy xuất lại được những cái chủ trước, giống như cái ô tô mà bán sau cùng ấy, thì những cái người đi ô tô đấy có thể kiểm tra được những cái chủ đời trước của cái ô tô đó như nào, và những cái đứa con sinh ra của cái cây này thì cũng được tạo hồ sơ giống như cái cây này. Và những đứa cháu nó cũng có thông tin, và những đứa cháu sẽ mang thông tin của người mẹ, và người mẹ có mang tên của ông bà. Thì khi mà mọi người dùng cái điện thoại để quét lên á, đây ví dụ như cái cây này, má này em xong, khi mọi người dùng điện thoại để quét lên ấy, thì sẽ có hết thông tin của cái cây luôn đó. Nó chỉ là hoạt động rất là nguyên lý đơn giản. Mọi người kiểm tra khi mà mọi người đưa một cái máy ảnh đưa lên là kiểm tra thông tin, giúp như cây này là cây năm cánh trắng lâm sung này, nguồn cây này, và nó mang thông tin là nhà vườn này, mã QR như này, nó trùng khớp với mã QR trên này. Và mình có thể ấn mình xem ảnh được, mình xem được tất cả những cái hồ sơ lưu trữ vào cái ảnh này mà chủ vườn đã cập nhật lên hệ thống. Ví dụ có thể mình có thể cập nhật bằng hình ảnh, có thể cập nhật bằng video. Đây là video clip cập nhật cái hình ảnh của cái cây này và cái ngày giờ này, nó có từng ngày giờ luôn, có địa chỉ, có cụ thể ngày giờ luôn. Đó. Okay. Trong cái chức năng của nó còn rất nhiều chức năng. Đó là khi mình khai sinh xong á, mình có thể chuyển nhượng cho người khác trên hệ thống. Những cái người nếu mà cùng trên hệ thống thì mình chỉ ấn chuyển nhượng và hệ thống còn em sẽ chuyển. Còn nếu mà chuyển nhượng cho những người không dùng tài khoản trong hệ thống thì là mình sẽ ghi đầy đủ tên tuổi, địa chỉ địa chỉ email và cái nội dung giao dịch đó. Có thể số tiền thì có thể hai người thương lượng nhau, có đưa lên đấy thì đưa, không đưa thì là quyền của hai người. Đó, có nghe là gì, cái phần mềm của bọn em khi đưa ra ấy, là bọn em bảo vệ quyền lợi của người, cả người mua và cả người bán, có cả chủ vườn và cả người chơi. Nếu như người chơi ấy mua một cái cây như này, đó em được giới thiệu chơi mua một cây như này là của một chủ vườn, ví dụ như giả sử là anh Nguyên, và khi em nhận cái cây của anh Nguyên là anh Nguyên là cái người mà thích cây dây niêm phong này lại. Về bản chất hai cái mã này nhá, trên này là được tích hợp, em giới thiệu cái mã này này, được tích hợp là bằng cái máy dãy số ID này, anh nhìn thấy dãy số ID này, và cái mã QR code này. Cái mã QR code nó khác với cái mã QR code ở một cái mặt hàng ở siêu thị ấy. Mã QR siêu thị là nó là cái dạng mã gọi là mã tĩnh, có nghĩa nó chỉ mang thông tin của công ty này, hàng hóa sản xuất ngày giờ nào rồi. Còn cái mã QR code của nó mang thông tin, ví dụ tất cả những cái hình ảnh dữ liệu của cái cây này khi mà up lên á, nó được lưu trữ trên hệ thống, và dữ liệu gọi là lưu trữ là liền mạch. Thì anh Nguyên khi mà bán cho em cây này á, là anh Nguyên sẽ làm một chút chuyển nhượng sang cho em. Và anh Nguyên phải là người thắt cái dây rút niêm phong này ở cái cây này. Và khi em đem về nhà mà trong quá trình chăm sóc, khi nó ra hoa, anh Nguyên nói cây này là cây HO. Mà khi mà cái mã nó vẫn còn nguyên, tất cả hình ảnh em cập nhật cho anh Nguyên xem, mà cái cây này không nở hoa, nó không phải là HO, thì lúc đấy anh Nguyên phải là người đền bù cái thiệt hại cho em. Đó là cái thứ nhất. Còn cái em bảo vệ cái quyền lợi của chủ vườn là gì? Nếu như em là chủ vườn, em có cái cây này, em khai sinh xong, em muốn bán cho một người, ví dụ như anh Nguyên mua chẳng hạn, thì anh Nguyên chỉ có thể có một cây này để anh bán cho người khác thôi. Anh không thể lấy, không có cây hồ sơ cây thứ hai. Nhưng cái hai là khi bọn em đã lưu những hình ảnh cái cây này lên trên hệ thống rồi thì anh Nguyên không thể đưa một cái cây khác vào đây để tráo đổi được. Thứ nhất là cái mã này niêm phong rồi tráo đổi cắt ra rất là khó, còn em đã dùng cái công nghệ gọi là chống hàng giả để làm ở đây. Cái thứ hai là anh có dùng kỹ thuật hay dùng cái gì để thay đổi cái mã này đi chăng nữa, thì cái dữ liệu của cái cây này khi up lên cái hệ thống rồi, bọn em dùng cả những clip hoặc là cả hình ảnh dữ liệu lên là không thể thay đổi được. Đó, nó giúp cho cái nhà vườn yên tâm khi bán, mà không sợ cái người đối tượng mà mua cây của mình là quay trở lại ăn vạ. Đó, và cái người mua cây cũng yên tâm là nếu có xa cây mình cũng được đền bù. Đó, cũng là có một cái chứng cứ gọi là xác thực ở trên cái hệ thống đó, và bọn em sẽ có những cái kết luận thì dựa trên cái dữ liệu đó. Đó, rất là hay. Để mà nó có cái hay nữa là khi nhá, anh mua một cái cây này anh để ở vườn, anh trả tiền cho chủ vườn, và chủ vườn thắt cái dây này xong anh yên tâm anh đi về, và hàng ngày
hàng ngày hàng ví dụ như cái đến cái thời gian mà anh làm việc với chủ nhà ở chủ vườn là cứ 15 ngày hay 10 ngày cập hình anh quay thì anh lại không phải nhắc cái chủ vườn chụp ảnh cho anh nữa, và anh cứ lẳng lặng anh vào anh mở cái mã này lên là anh xem là hết cái hình ảnh của cái cây của mình đã ghi đủ người vườn. Thứ hai là những cây anh em mình mua chung, ví dụ 4-5 anh em bỏ tiền ra mua chung một cây mà mình đặt ở một cái vườn nào đấy thì chỉ có giao cho một ông chăm sóc thì bốn ông kia có thể vào đấy xem hết thông tin cây này mà không cần thiết phải thi thoảng lại chạy đến để xem là xem tình hình cái cây mình mua chung ra làm sao. Và mình biết được những cái thông tin cập nhật thường xuyên như thế thì đương nhiên là mình sẽ yên tâm hơn trong những cái vấn đề mà mình xử lý tình huống xấu xảy ra. Đó, nó rất là hay như vậy. Nên là thời gian tới cái phần mềm của mình đã sau khi 2 tháng mà triển khai đánh giá trên cả nước thì đợt này là mình sẽ đi giới thiệu cho tất cả các nhà vườn trên toàn quốc là nên mọi người lên dùng cái phần mềm này để hạn chế những cái thành phần lừa đảo, những cái thành phần làm ăn không chân chính mà không muốn làm mà chỉ có muốn ăn mà lợi dụng cái việc mà lan va nó có giá trị như này là mình đi bán trên mạng hoặc là bán những cái hàng không có nguồn gốc hoặc là dùng những uy tín của nhà vườn lớn để mình bán cây sai mặt cây mặt bông. Có thể rất là mong các nhà vườn nên sử dụng cái phần mềm này để tránh những cái trường hợp ra là tạo ra một cái ngành lan cho Việt Nam là minh bạch và công bằng và gần như tẩy chay những cái độ thành phần lừa đảo. Thì tôi thì cũng là cái người mà tìm hiểu một chút về cái vấn đề mà làm sao để đảm bảo được quyền lợi này rồi, cho nên tôi có mấy câu hỏi tôi sẽ tiện hỏi bạn này. Thực ra ấy, ví dụ như là mua một cái cây to hay mua một cái chậu mà nó ổn định rồi thì cái chuyện để mà đảm bảo cái tính xác thực cái cây đó nó không bị tráo đổi nó rất là dễ. Nhưng đối với một cái kỳ con thì không khó đâu. Bởi vì sao? Bây giờ giả dụ như cái này, nó đang có lá như này, anh thít thật chặt vào, ok. Nhưng mà 2 tháng nữa nó thắt ngọn, nó rụng lá thì tháo cái này ra rất là dễ. Và tôi đã thử rồi. Trước đây cũng có rất nhiều người là dùng cái tem thít này vào gốc cây. Và tôi có mấy cái cây mà người ta gửi cho tôi có tem, nhưng đến khi mà nó thắt ngọn ấy, nhấc ra nó rất là dễ. Bởi vì nó không còn lá nữa. Bây giờ nó có lá này nhá, mình rút ra thì nó bị dập, nó gãy thì cái cây nó biến đổi đi. Nhưng khi nó đã rụng hết rồi, nó trơ thủ lụi, nó như nó có bằng cái đầu đũa này thôi. Rút ra nó cực kỳ dễ. Mà thì đấy, thì các anh giải quyết cái vấn đề đấy, nó như thế nào? Vâng, em giải thích cho anh này nhá. Em như lúc em nói với anh ấy là khi mà mình cập nhật thông tin cái cây này ạ, mình làm hồ sơ cây này, cái mã này nhá, thì chỉ là vấn đề là để thắt vào những cái vị trí mà nó không tách rời được thôi. Còn trong trường hợp mà thắt rồi mà nó mình tách rời ra thì đương nhiên là người ta có thể làm đưa cây khác vào được. Đúng rồi. Như em nói là cái mã anh có thể làm giả, nhưng ví dụ như cái hình ảnh cái cây có thể khi rụng lá rồi nhưng mà khi bọn em cập nhật thông tin là bằng cái clip và những hình ảnh quay, nó gần như là cái CV của em rất là khủng để cái cây hình ảnh đưa lên rất là nét, rõ nét. Và khi anh chụp những cái cây như này anh, đúng không, anh quay từ đầu đến cuối kể cả có thể rụng lá nhưng về chiều cao lá, à chiều cao thân và những cái hình ảnh trên thân này những cái bộ rễ như này, những cái đặc tính như trên này mặc dù có thể lá nó vàng. Như anh có thể kiếm một cái cây có thể chiều cao nó giống, khô lá nó nhiều, nhưng anh không thể kiếm được những cây có đặc thù như trên này được. Rất là khó. Đối với những cái cây giá trị nhiều tiền thì đương nhiên là anh cũng không có đủ tuổi để tráo đổi rồi. Còn những cái cây bình thường thì anh cái công đấy anh tráo đổi thì có khi là còn tốn hơn cả cái giá trị của cái đó. Đó. Thứ hai là gì? Cái mã này của em cách anh có thể cắt ra. Cắt ra anh đi làm một cái mã khác để anh thắt vào cái cây giả. Nhưng mà cuối cùng khi mà cái cây đấy mà ra sai mặt bông ấy, bọn em vào xác nhận xem cái mã đấy có phải đúng của mã của em không hay đã bị làm giả rồi, bọn em có công nghệ đã xác định xem cái mã đấy có được làm giả hay không. Có những cái mã anh vừa nói nhá là mà người ta mua người ta thích vào đây này, đúng rồi. Nó link nó chỉ để chuyển lên Facebook mà có cái tên ấy, đúng rồi. Thì bọn em làm giả mất có một tiếng đồng hồ đâu. Còn cái này của em nó có làm giả được chắc phải mất vài tuần, mà cái công nghệ nó làm giả cái này có khi tốn hơn cả cái cây thì người ta đi làm giả là rất là khó. Em khẳng định là vẫn làm giả được. Nhưng mà làm giả ấy vẫn phát hiện được là bọn em có công cụ phải là giống như anh làm tiền giả ấy. Đó, thì đấy này thì quan trọng là cái dữ liệu anh ạ. Cái dữ liệu khi mà cập nhật trên hệ thống ấy là bọn em trích xuất ra, hay cái nhà vườn trích xuất ra là mình soi chiếu lại trên ngay này để đối chứng là thế. Thì câu chuyện là gì? Nếu ông cũng muốn mưu đồ ông đổi cây ấy, nhưng bởi vì cái dữ liệu của cái cây trước khi người ta bán cho mình là người ta có rồi, thì ông đưa cái cây khác vào đây thì cái dữ liệu ông cập nhật cái cây nó sẽ không khớp nhau. Và không khớp với nhau là đương nhiên là để kết luận là đương nhiên là cây đã bị đổi tráo rồi. Thực ra thì nói nếu mà người ta đã có ý đồ để người ta tráo đổi ấy, thì để người ta làm nó giống giống như cái kia ấy thì cũng không phải là khó đâu. Đúng đấy, thì câu chuyện là nó mất thời gian.
thì câu chuyện nó phải chuẩn bị, nó phải đi tìm những cái cây như thế này rồi, giống như thế này, những cái đặc điểm như này rồi. Thì câu chuyện nó còn tốn hơn cái chi phí của cái cây này thì người ta có làm luôn đó. Hiện cái việc cho anh Lâm đấy, hôm nay chia sẻ có anh Nguyên việc cho anh dạ. Lâm chia sẻ đấy thì anh thấy góc độ cái truyền thông ấy, vâng. Cái góc độ của một người mà cũng tức là nghiên cứu với các mặt hàng gần đây thì phối hợp cùng Hà Nội để mà đưa cái mã QR code vào 5.000 cái sản phẩm. Vâng. Thì là nhiều khi chúng ta nghĩ những cái này nó là chìa khóa để mà nhiều khi chúng ta đang đặt vấn đề đấy, để mà chống trộm chống hàng giả, nhưng mà chúng ta ít khai thác ở góc độ cái mã này có thể làm ra những cái giá trị gia tăng. Vâng. Đấy, QR code của nó là làm đặt vấn đề là làm những cái giá trị gia tăng. Thế còn đâu đương nhiên những cái rủi ro kia thì vẫn có, đến vàng đến kể cả tế bào người tất cả những cái đấy là được làm được. Nhưng mà tôi nghĩ là khi mà những người chăm sóc cái cây lan này cũng như tiếp cận nó với cái góc độ một cái hàng hóa chân chính ấy, thì nên nhìn thấy nó góc độ nó tích cực, khai thác những cái giá trị gia tăng đó. Ví dụ như thế này, rất là hay cái phần mềm này là những cái phần động hoàn toàn là hai người có thể mua chung một cây lan, nhưng mà hai người đấy là đi nước ngoài hoàn toàn có thể đặt cái máy camera và đặt cái chế độ tự động 15 ngày sẽ tự động quay cái dữ liệu đấy, và cả hai người này không cần nhất thiết là phải có một người nào đó làm trung gian cả, hoàn toàn có thể giám sát được bằng hình ảnh sau 15 ngày đặt chế độ tự động đấy. Là một cái thứ hai là phần mềm mở thì hoàn toàn có thể tương tác để mà đưa ra trích xuất ra những cái nội dung. Ví dụ như nội dung có thể là mặc định là nội dung mới nhất để đưa vào một cái hệ thống để mà quảng bá. Ví dụ đưa vào những cái hệ thống mà chúng ta khi mà muốn bán cái cây này chẳng hạn thì hoàn toàn không cần phải tương tác vào cái thực địa cái cây này, hoàn toàn có thể trích xuất những hình ảnh lấy ra từ cái hệ thống dữ liệu này. Và ngoài ra nữa là hoàn toàn có thể cập nhật vào cái hệ thống QR code này những cái văn bản, những cái chính sách cũng như là đánh giá cái mức độ quan tâm của cộng đồng đối với cây này. Thì nên mọi người đối với các cái mặt hàng khác cũng như vậy. Thế là QR code là về bản thân nó là tạo ra, mình cứ tạm gọi là gọi nhật ký về cái sản phẩm này, nhưng mà quan trọng hơn là đưa vào đó những cái giá trị, những cái thông tin để làm những cái giá trị gia tăng của sản phẩm này. Đấy mới là bản chất của công nghệ. Chứ không phải công nghệ là tạo ra những cái khóa để mà khóa được chặt lại, để mà kiểm soát theo một cái là tức là để mang những cái là chống. Mà thực ra công nghệ phải khai thác ở cái góc độ xây. Tức là mình phải đưa ở đây những cái giá trị để mà tích hợp ở đây những cái giá trị làm ra cái giá trị gia tăng. Thì tôi nghĩ là cái việc này ở Hà Nội đang làm đối với các mặt hàng khác, và đặc biệt trong cái sản phẩm này thì như anh Lâm và các anh này chia sẻ với tôi này, quan tâm nhiều hơn ở cái góc độ chính là cái tính chất tương tác cũng như là cái mở của cái phần mềm để mà làm càng ngày áp dụng nhiều nhiều cái giá trị gia tăng, nhiều cái dịch vụ vào cây lan có thể như thế, mà có thể hoàn toàn là nó có thể là cái người sử dụng phần mềm này, nó đưa vào rồi để chủ động trích xuất và có thể là có những cái tương tác mà làm mang rất là kết nối những cái giá trị gia tăng đấy. Thì tôi nghĩ là mình nên khai thác ở đấy, và ngoài ra thì có thể là đưa vào những cái quy trình chăm sóc mới đấy ạ. Ví dụ cái cây này là sau khi đến thăm giáo sư Trần Như Quý thì phát hiện là đối với loại cây này thì cần phải có những cái điều chỉnh nhiệt độ ánh sáng, thì lúc đấy là đối với cái nhà quản trị cái dịch vụ này là cập nhật những cái thang kiến thức rồi những cái kiến thức mới vào đấy thì hoàn toàn những cái người khi truy xuất vào đây thì có những cái mục, có những cái mục dữ liệu đấy, dữ liệu để tham khảo, thì chúng ta dữ liệu khổng lồ của cái nên là cây lan, hoặc là những cái bệnh mới hoặc là những cái virus mới cũng tương tự như vậy. Thì đều là nó mang rất là chia sẻ để mà thông qua những cái phần mềm này chúng ta có được những cái dịch vụ và có những cái giá trị gia tăng. Thì đấy mới là vấn đề quan trọng của công nghệ, chứ không phải công nghệ là để chăm này, để chống giả, để mà làm những cái việc để mà tránh cái tiêu cực. Cái đấy là cần thiết, những cái đấy là điều kiện cần thôi. Còn điều kiện đủ của nó là phải phục vụ cái sự phát triển và phục vụ được cái nhu cầu của cả, không phải là người sở hữu nhé, mà của quan trọng nhất đấy, cái công nghệ này phải phục vụ cái người tiêu dùng, cái người sử dụng nó. Chứ không phải là ông là người sở hữu nó, ông thì ông chống trộm thì ông làm để ông bảo vệ quyền lợi của ông, mà quan trọng cái đấy nó phải, cái đích cuối cùng là phải phục vụ khách hàng. Thì rất là
rất là sau một thời gian trải nghiệm thì tôi nghĩ là phần mềm này chưa đã bung hết những cái chức năng của nó, nhưng mà phải hướng tới những cái chức năng mà làm sao để nó giống như Facebook của ta đang dùng ấy, là người tương tác vào đấy, và cuối cùng là gì, cái người sử dụng ấy, là người đóng góp tài nguyên vào đấy. À. Một cái gốc của vấn đề là làm gì cái giá trị gia tăng. Ok, tôi nghĩ là có cái chia sẻ như vậy. Cảm ơn anh Nguyên rất là nhiều. Đấy, một ý kiến rất là hay. Vâng, em xin được nói thêm một cái công dụng của cái phần mềm này. Đối với những người chơi hoa lan cây cảnh nói chung ấy, thì phần lớn là những người muốn lưu giữ lại những cái hình ảnh, những cái khoảnh khắc rất là đẹp của cái cây mình chơi. Thì cái phần mềm này của em sẽ giúp ích là như vậy, là mình có thể mình chơi cái cảnh hoa lan cũng chưa vào mục đích kinh doanh. Nhưng mà cái phần mềm của em là những cái khoảnh khắc đẹp ấy của cái cây đó mình có thể lưu giữ trên hệ thống của bọn em. Rồi một ngày nào đẹp trời mình có thể mình bỏ ra mình lôi cái mình vào cái mã QR code này mình soi, là mình sẽ xem hết được những cái thông tin của cái cây đấy, nó quá trình sinh trưởng phát triển ra làm sao từ cái ngày nhỏ nhất đến hiện tại bây giờ. Và cái phần mềm của bên em này nó không phải là áp dụng riêng cho lan mà tất cả cây cảnh, cây trồng, ví dụ như cái cây này mà mình có thể gắn một cái mã lên đây. Sau đó mình chụp ảnh mình up lên đây, up lên cái hình ảnh này ngày. Và khi các bạn muốn update cái thông tin cái cây này lên, hoặc các bạn bán hoặc chia sẻ, thì mình không cần thiết phải đưa cái hình ảnh cái này lên. Nếu như bạn đưa thì bạn đưa không biết bao nhiêu hình ảnh lên để không đủ, nhưng mà chỉ cần chụp cái mã này bạn đưa lên mạng thôi, là mọi người vào cái mã này, mọi người quét cái thông tin ấy, là nó sẽ có tất cả những cái hình ảnh của cái cây này từ cái lúc mà bắt đầu nó sở hữu đến cái thời điểm hiện tại. Nó rất là hay mà nó lại liền mạch như thế này. Nếu như anh lưu vào trong điện thoại, nếu cho anh yêu ai chơi thì cũng có chụp ảnh, bây giờ tất cả ai cũng có điện thoại thông minh hết, chụp hẹp, nhưng mà khi chụp ảnh vào album hay là ộp ảnh vào lưu vào bộ nhớ thì nó lung tung be cả, mình tìm rất là khó. Rồi trong quá trình mình hàng ngày mình chụp mình những cái ảnh khác nữa. Đó thì phần mềm của em là giúp ích cho mọi người, là không phải là sử dụng cho người mua người bán mà cho người chơi sử dụng. Rồi thứ hai là ý nghĩa về khoa học nghiên cứu anh ạ. Khi cái cây mà nó làm hồ sơ xong thì quá trình di truyền của các đời con cháu của nó mình sẽ có những hình ảnh như thế để mình sẽ kết luận rằng nó có bị biến dị hay không, hình thái của các vùng miền nó sẽ có khác nhau không, khi cùng một cây nhưng mà lại khác chế độ chăm sóc. Đó vậy thì em giới thiệu thêm một cái ý nghĩa chức năng với những người mà chơi hoa cây cảnh. Rồi thì đấy, như các bạn thấy mà tôi thì tôi cũng nói chung là tôi cũng quan tâm vấn đề này nhiều, nên là tôi cũng tìm hiểu thì thấy là cái này nó cũng đúng là nó có những cái cũng rất hấp dẫn. Đặc biệt là cái tính mở của nó. Thường thì như đúng như anh Lâm anh ấy nói là cái QR code này mà của cái sản phẩm trong siêu thị thì nó rất là đơn giản, nhưng mà cái này thì nó có cái tính mở, và nó không đơn thuần chỉ là cái hình ảnh lúc đấy mà nó còn có cái tương tác và kiểm soát, thì cái này nó rất là hay. Hiện tại bây giờ thì mọi người mua chung cây với nhau là rất là nhiều. Thứ hai nữa là mua xong rồi gửi cây lại nhà vườn là rất nhiều. Và có những người thì đã từng xảy ra những tình trạng rồi, tức là gửi cây xong thì viết cái tem treo ở đây, xong rồi cuối cùng có những lúc hỏi đến cây đâu ấy, cái tem như kiểu tem này thì đấy, cái kiểu như tem như này mất. Thì mất thất lạc đi, thậm chí có khi là bị xé đi, xong rồi thay tem khác vào, thế là cuối cùng thành ra là cãi nhau. Thì với cái này khẳng định với các bạn là cái này nó không phải là cái thứ mà để đảm bảo tránh được tuyệt đối cái việc mà nhầm lẫn sai sót đấy, nhưng mà nó sẽ hạn chế đến mức gọi như gần như là thấp nhất cái nguy cơ mà dẫn đến cái việc mà nhầm lẫn cây rồi sai cây hoặc là lừa nhau. Bởi vì là ví dụ như là một người mà mua chung, hay là một người mua nhưng mà sau đó gửi lại nhà vườn, mà đối với cái cây bình thường thì không nói, nhưng đối với cái cây mà nó giá trị kinh tế nó rất là lớn ấy, thì thường là gần như ngày nào mọi người cũng vào một lần, thì mọi người có gì là mọi người sẽ cập nhật được thông tin ngay, thì nó sẽ tránh được cái việc đó. Chứ còn nếu như bây giờ ấy là gửi một cái cây treo cái tem này ở nhà vườn, thì có khi là mà tháng hai tháng sau mới hỏi anh cho tôi xem cái hình ảnh của cái cây của tôi như nào, thì lúc đấy người ta mới ra, người ta chụp, người ta gửi cho mình, người ta quay cho mình. Thì như vậy là nó sẽ cái nguy cơ mà bị sai rồi bị nhầm lẫn là nó rất cao. Thứ ba nữa là gì, nói thật với các bạn là trong cái chuyện mà gửi lại cây ở các nhà vườn ấy, thì cũng đa phần là các nhà vườn thì uy tín, nhưng mà cũng có những nhà vườn là không uy tín. Thì nếu mà các nhà vườn không uy tín thì tôi tin rằng là sẽ không dám áp dụng
cái này đâu. Vì sao không dám dùng? Không dám dùng là vì sao? Bởi vì thế này này, tôi đã gặp những tình huống ấy rồi. Ví dụ như gửi một cái cây như thế này, thế xong rồi các bác ấy bẵng đi khoảng độ 2-3 tháng thì không có liên kết, không có hình ảnh gì cả. Các bác ấy cạo, các bác ấy kích nó ra một cái mầm gốc, xong bác ấy tách ra. Thế là coi như là lấy mất trắng cái cây của mình, một cái mầm gốc. Đúng rồi. Tức là khai thác cái mầm gốc của cây của mình. Đấy. Nhưng mà không có hình ảnh thì mình chịu. Đúng không? Sau này cãi nhau, thế nhất là những người mới. Rồi, đấy. Thế trong khi đó thì nếu như với cái này mà ví dụ như hôm nay như thế này, 10 ngày sau có một cái hình ảnh, hoặc 15 ngày sau nó có hình ảnh. Cái mầm gốc nó vừa mới nhú lên thì ông không thể nào mà ông lại đi ông tách được cái mầm gốc trong vòng 7-8 ngày để mà ông ăn gian cái đấy này. Mà tôi nói với các bạn nhé, rất nhiều vườn kém uy tín là chơi cái bài này. Anh dám nói lên điều. Tôi nói là các bạn như thế. Anh này làm nói lên thực trạng. Thế cho nên là nếu chơi cái này thì các bạn cứ 10 ngày hoặc là các bạn vào một lần nửa tháng 20 cập nhật. Trong vòng một cái khoảng thời gian đó thì không thể nào mà cái mầm gốc này hay cái kia ở trên thân nó đã đủ dài để mà tách được. Thì cái này nó sẽ giúp được cái đấy rất là nhiều. Đấy, tôi nghĩ là như vậy. Đây là một cái rất là hay. Bây giờ thì mình muốn hỏi các bạn luôn là một cái là vậy, với một nhà vườn hay một người, kể cả một người chơi lan, thì một người chơi lan nó là một dạng nhà vườn nhỏ, đúng không ạ? Còn nhà vườn to thì không nói. Thì tức là với một, nếu một ai đó người ta muốn sử dụng cái dịch vụ đấy của cái phần mềm này, vâng, thì người ta cần phải làm gì, liên hệ với ai, như thế nào? Xin giới thiệu với mọi người là khi mà mọi người muốn quan tâm đến phần mềm như này, mọi người vào cái trang web Quý Lâm Farm này, quylamfarm.vn. Và trước khi mọi người tìm hiểu có thể vào hướng dẫn sử dụng như này. Rồi. Và mọi người ấn đăng ký. Rồi. Khi đăng ký thì mọi người cái tên nhà vườn là do mình đặt. Rồi. Đó, cái tên chủ tên nhà vườn là cũng đúng, ghi đúng cái số chủ mục của tôi mình và số điện thoại, địa chỉ và ghi cái tên tỉnh đây. Rồi. Và ba cái điều kiện cần và đủ đây này là rồi, phải đưa lên cái hình ảnh của mình. Rồi. Số chữ và cái chứng minh thư mặt trước và mặt sau. Rồi. Sau khi mọi người ấn đăng ký và chờ duyệt thì ngay lập tức hệ thống bên mình sẽ cập nhật được thông tin và sẽ gửi lại. Rồi. gọi điện lại và xác nhận và cho xác nhận là anh rồi, có đăng ký cái tài khoản này không, hay rồi, là em tránh cái trường hợp mà mọi người đăng ký ảo á, và sẽ gửi lại cho mọi người cái tài khoản. Rồi. Và trong cái tháng 11 này bọn em vẫn đang áp dụng cho tất cả các nhà vườn là đăng ký tặng tài khoản dùng thử 6 tháng. Rồi. Và tặng thêm một cái bộ mã là 10 bộ mã, như cái bộ mã này đây. Đây là một bộ đây ạ, một cái này với cái này là một bộ. À. Đó, hai cái. Thì hai cái này là một bộ. Rồi. Về thông số ấy, anh nhá, để anh về thông số mã này với thông số với cái này là nó như nhau. Rồi. Để thấy là nó phải đính, nó đi cùng nhau. Rồi. Đó. Nhưng thằng này là có chức năng làm đẹp để ngoài để thao tác. Rồi. Còn thằng này thì có chức năng để niêm phong. Và rồi, thằng này thì thường thường là khi nào mà xảy ra tranh chấp và nhầm lẫn thì mình dùng đến cái thằng này thôi. Rồi. Còn rồi, thường thường mình có thể dùng thao tác cái này. Rồi. Đó. Em nói thêm cái như này nhá. Ví dụ một nhà vườn lớn khi bán cây là mình phải bảo hành. Rồi. Mà nếu mà bảo cứ khách, nếu mà khách bán cây bảo hành mà cứ khi bảo hành thì mà khách mua về là phải chụp ảnh gửi cho người ta. Rồi. Thì bây giờ em ví dụ như một cái nhà vườn lớn một ngày họ bán 100 cây. Rồi. Thì cứ 100 người khách đấy là phải gửi ảnh cho người ta và người ta không có thời gian để xem những cái ảnh đó. Đúng rồi. Và nhiều khi người ta quên bẵng đi, người ta nhắc thêm một ngày nào đấy người ta đem cái cây đến, người ta bảo là cây này nó không yếu mà đổi tôi cây khác là tôi bắt đền thì rất nhiên là người ta không làm được đấy. Đúng rồi. Như khi có phần mềm này nhá, người ta bán cây xong anh ở nhắc anh là gì, anh đã có công cụ này rồi, cứ rồi, khoảng 15 ngày hoặc là anh up lúc nào cũng được. Rồi. Nhưng mà nó phải là liền mạch, khi hệ thống bọn em up những cái ảnh ấy lên là không ai sửa được nhá. Rồi. Thì nếu như cái câu chuyện ấy là cây nó là ok, nó đúng mặt hoa thì câu chuyện là chả ai đi soi lại cái dữ liệu này làm gì. Rồi. Nhưng mà khi trong trường hợp mà cái cây nó bị sai mặt hoa thì câu chuyện là ông chủ đấy, cái ông chủ vườn ấy. Rồi. Ông chỉ cần vào cái tài khoản của mình và ông ấy xem lại cái dữ liệu này thôi. Rồi. Và cũng không cần để nhắc cái người mua cây đấy là phải chụp ảnh ông, và cái người mua cây phải tự động, ông muốn đảm bảo là cái cây của anh mua về sau này được bảo hành tốt và đúng không rồi, tôi bảo hành thì ông phải tự động cập nhật hình ảnh lên hệ thống cho tôi. Quy định. Vâng. Rồi. Thì cái đấy nó cũng vừa giúp cho anh là sau này anh muốn bán cây này thì anh phải cái hồ sơ cây đấy anh phải có thì rồi, anh bán nó mới đúng dễ. Rồi. Và cái ví dụ như anh ví dụ như anh bán cho em cây này. Rồi. Có mã của anh, có dữ liệu của anh và em cập nhật thì em muốn bán cho đồng chí này cũng sau cũng rất là dễ. Thì rồi, đồng chí này vào xem để xem hết được dữ liệu rồi, là rồi, liền mạch từ cái ngày từ anh khai sinh ra trong sang em. Rồi. Sang em xong lại đến đồng chí này nữa. Thì nó tạo lên một cái giá trị nhiều người là uy tín với nhau. Rồi. Ai cũng có uy tín. Rồi. Đó.
thì em thậm chí nhiều như người sau vẫn có thể xác minh được từ cái ngày khai sinh này chuyển 1, 2, 3, 4 okay. Nếu cứ duy trì mà nhưng mà cái hay cái như lúc anh nói em ấy là nhiều cái mà bây giờ nhà vườn biết thực trạng ấy nhiều người không dám nói đấy, những cái câu chuyện là mua xong gửi xong và dám khai thác ghi của người ta ấy. Có. Nghĩa là mua chung mấy cả câu chuyện là cái này nó là vật thể sống. Rồi. Có muốn chết thì nó cũng phải cần một thời gian dài nó mới chết được. Đúng nhưng rồi. Không thể mua phát nó chết ngay được. Nên nó mua về nó không thể báo là cây tôi chết ngay được. Đúng rồi. Đó. Đúng rồi. Mà chết thì nhiều khi nó phải là nếu mà do kỹ thuật á, anh em trong nghề là ai biết hết. Cái lúc phân thuốc hoặc là chăm sóc cái lan này nhá, đều nó điều kiện sinh trưởng của nó nhá. Rồi. Không cần cái gì nó vẫn sống được. Rồi. Đó là cây sinh khí, nó có khả năng tổng hợp nitơ từ khí trời. Rồi. Nên để nó chết thì phải có nguyên nhân. Đúng rồi. Nó phải có bệnh. Hoặc là ông dùng phân thuốc quá thì nó mới chết. Rất nhiều khi cây lan anh treo lơ lửng trên trời nó vẫn sống được, nó ở trong rừng nó có cái đúng gì rồi, đâu đó. Thế là anh em trong nghề là biết okay. Nhiều. Ok, thế thì bây giờ câu hỏi tiếp theo là gì? Bây giờ là mình đang áp dụng là khuyến khích mọi người trải nghiệm cái dịch vụ này, cái sản phẩm này, cái phần mềm này trong vòng 6 tháng và trong đó là tặng kèm 10 cái bộ gồm có một cái này và một cái kit này đúng không? ID nó là cùng một cái rồi một bộ mã là một bộ là gồm có hai cái này. Vâng. Thế thì nếu hết 6 tháng thì sao? À đây em nói rõ hơn nhé. Vâng. À, tất cả cái tài khoản mà khi mà mọi người đăng ký xong á, nếu như mọi người thấy hiệu quả rồi mọi người đặt bút ký hợp đồng với bọn em và hợp đồng ấy là mang tên của viện là có cam kết những cái điều khoản trong đó có con dấu của viện. Rồi. Và viện gì bạn nói luôn viện nghiên cứu và phát triển khoa học Thái Bình Dương, viện của thầy IAP của thầy á, của thầy vâng Trần Duy Quý á, cái phần mềm này đang thuộc sở hữu của viện của thầy đó. Thì em nói thêm là nếu như mọi người thấy ok rồi mọi người ký hợp đồng ấy thì vẫn được tặng 10 mã và vẫn được khuyến mại 6 tháng. Rồi. Còn nếu như nhà vườn mà chưa cảm thấy yên tâm mà chưa thấy tiện ích của nhà vườn này thì mọi người cứ dùng 6 tháng đi. Rồi. Sau 6 tháng có thể mình lại bắt tay ký hợp đồng, còn không 6 tháng mà cảm thấy không dùng thì lại vui vẻ với tức nhau. Là đầu tiên là trải nghiệm miễn phí 6 tháng này. Rồi. Sau 6 tháng nếu ký hợp đồng. Rồi. Thì là mình bắt đầu tính phí với nhau. Bắt đầu tính phí. Rồi. Thì cái có dự toán về dự tính trước về mức phí không? Bọn em đã đưa ra cái giá phí rồi. Là bao nhiêu? Ví dụ như là 3 triệu một năm thì trong năm đầu tiên thì tất cả các nhà vườn được khuyến mại 50%. Rồi. Và cái mã này, bộ mã này nhá. Rồi. Là 50.000 một bộ. Rồi. Và còn một cái bộ nữa bằng nhựa bằng giấy hôm nay em có đây, nó bằng giấy ép. Rồi. Nó cái này thì giống nhau nhưng rất chất là giấy ép là 30.000. Rồi. Thì em giải thích tại sao nó có giá 50.000 gì. 50.000 là gì mọi người, là nó bao gồm cái chất liệu để làm hai cái mã này. Rồi. Và công nghệ đưa vào đây. Rồi. Và thêm một cái nữa là gì, cái lưu lượng bộ nhớ của cái cây này nó mang theo suốt đời. Rồi. Thì nó có cái giá đấy để giải thích cho mọi người biết. Rồi. Là bằng cái giá trị đó, tức là nếu như sau này một mà sau này mà gọi là hoạt động chính thức mà có tính phí. Rồi. Thì sẽ là 50.000 một bộ. Vâng. Một bộ này. Vâng. Một mã một vâng. Một bộ một mã này là sẽ vâng. Áp dụng được cho một chậu lan. Vâng. Đúng không? Và nó mang theo suốt đời cái chậu lan này. Cái chậu lan sau không phải mua nữa. Chủ cô vẫn có thể dùng cái này để thao tác và vô hình chung là cái giá trị của cái này nó sẽ mang theo, nó sẽ đi mang coi như là cái bộ mã đấy là suốt đời. Vâng. Theo cái chậu lan này có thể là nó sẽ được tách ra, nếu mà tách ra thì sao, còn nếu mà một cái chậu đó mà nó đi ra đến 10 đời chủ thì không nói có nghĩa là ra như thế hệ con ạ. À, nếu thế hệ con thì lại phải là mã mới. Là nó lại là mã mới và cái mã đấy nó lại mang thông tin của cái mã này. Con của cái này. Vâng. Còn có một cái trường hợp nữa nhá. Rồi. Là em mua cây của anh. Rồi. Anh bảo hành cho em, anh dùng mã này. Rồi. Nhưng mà trên thông tin cái mã này là nó lại mang thông tin của nhà vườn anh. Rồi. Sắp tới bọn em sẽ in thông tin nhà vườn anh. Rồi. Nhưng khi mà em mua của cây anh về. Rồi. Cái cây nó nở hoa ra. Rồi. Thì khi cây nó nở hoa là em tự tin rồi thì em bảo anh ơi, em không cần anh bảo hành nữa, em phải cắt cái này đi. Rồi. Em bỏ cái mã này đi. Rồi. Cây lúc đấy lại thuộc vườn em có thể lại lấy cái mã của bên khai sinh cây này mới. Rồi. Em lại khai sinh, em lại thích cái gắn cái mã của bên em. Đúng rồi. Đó thì cái chuyện đấy là lựa chọn của nhà vườn, còn nếu không mọi người có thể vẫn dùng cái mã này. Không thì cái đấy nó là đúng, nguyên tắc là khi đã sổ hoa thì hết bảo hành. Đúng. Còn nhà vườn có muốn dùng cái mã này tiếp theo thì dùng, còn không thì lấy cái mã của mình để đưa thương hiệu của mình vào đây. Đúng. Để tránh trường hợp là một cái cây nó cứ mang mãi thương hiệu sau của một cái nhà thứ hai nữa, là để nó tránh cái phiền phức cho cái người chủ đầu tiên, bởi vì họ vâng, không liên rồi. Quan nữa. Đúng rồi. Nó không liên quan không, gì nữa cả. Ví dụ như cái nhà vườn kia họ muốn để cái thông tin này để nó lấy cái thương hiệu của họ, đưa cái thương hiệu họ đi xa. Rồi. Thì có thể là cái nhà vườn kia họ có thể để, còn không cái chuyện là họ để lại hoặc là họ cắt đi, họ đưa cái hồ sơ mới, họ làm mới thì cũng là do họ thôi. Rồi, vì rồi. Mục đích này là cũng chỉ là xây dựng cái thương hiệu và gọi là bảo hành. Khi mà cây đã ra hoa trên vườn nhà anh thì lúc đấy thì yên tâm là anh lại chắc chắn anh bảo hành với người khác và anh lại dùng cái tem mã khác để anh bảo như hành. Như thế là phí. Vâng, đấy thì là câu chuyện là lựa chọn thôi ạ. Ok, nhưng mà mình đang muốn nhấn mạnh lại để cho mọi người rõ, bởi vì cái này nó rất dễ hiểu lầm. Vâng.
tức là mức phí là 3 triệu một năm. Vâng. Là áp dụng cho một tài khoản. Một tài khoản. Vâng. Một tài khoản thì trong đó có nhiều mã có hay là một mã? Bây giờ anh em tách biệt hai ra như này. Tài khoản thì vô tất cả nó thoải mái, không khống chế số mã. Tất cả những cái tài khoản em chia ra hai cái loại phí nhá. Rồi. Tất cả các tài khoản khi đã cấp là chịu phí giống nhau. Rồi. Để em phân biệt là nhà vườn nhà to giống nhau hết. À, vườn to và nhỏ giống hết là tạo sự công bằng. Ok. Còn cái mã như này này là anh mua bao nhiêu thì anh sử dụng nhiêu. Và anh sử dụng bao nhiêu mã không hạn chế, nhưng mà mua bao nhiêu tránh cái trường hợp là nhà vườn to thì người ta mua nhiều mã thì đương nhiên trả nhiều tiền thôi. Đúng rồi. Còn cái nhà vườn có 1-2 cây thì người ta chỉ dùng 1-2 mã thôi. Đúng rồi. Đó, nhưng có một cái hay để khi mà nhà vườn mà mua cái tài khoản là dùng cái tài khoản này bán cho cái cây này à. Mà anh chỉ là anh là mùa người muốn về cho thuốc, anh muốn tiếp tục cập nhật thông tin cái cây này nhé. Rồi. Thì anh lại tạo cho người ta cái người mua là một cái tài khoản. Rồi. Người ta về thì vẫn cập nhật được thông tin. Rồi. Mà cái tài khoản này không hề mất phí. Rồi. Đó, thì cái người mua một cây đấy thôi là người ta vẫn dùng cái mã này, người ta vẫn dùng được cái phần mềm này nhưng mà lại không hề mất phí. À. Đó là anh tạo, ví dụ anh bán 1.000 cây, anh có thể tạo 1.000 cái tài khoản cho 1.000 cái cây khi anh bán. Rồi. Đó thì là nó sẽ giảm. Thì cái người đấy phải trả. Không. Cái nhà vườn phải trả. À, cái nhà vườn nó đã trả 3 triệu một năm rồi. Đúng rồi. Thứ hai là khi anh nhá, ví dụ như anh dùng cái tài khoản đấy 3 triệu một năm. Rồi. Thì anh có thể share ra anh em dùng. Rồi. Ví dụ như có bốn anh em mình chơi với nhau thì bốn ông dùng chung một cái tài khoản đấy, nhưng cái mã này này. Rồi. Là ông nhà ông nào dùng nhà ông đấy. Rồi. Và ông nào khai sinh nhà ông đấy. Rồi. Đó thì câu chuyện là như thế, là chỉ dùng trong trường hợp là anh em chơi thân với thế nhau. Thế thì khi mà cái sẽ vào cái trang web kia. Vâng. Để mình tạo cái mã riêng cho từng cái sản phẩm của nhà vườn đấy. Bọn em sẽ ví dụ như anh đặt mã. Bọn em sẽ in thông tin của nhà anh lên trên này à. Và số điện thoại vào, xong rồi em gán cái nhóm mã này và chỉ có anh mới được dùng cái nhóm mã này. Anh có vứt à. Ra đường người ta khác nhặt, người ta cũng không khai sinh được. Rồi, khi rồi. Anh khai sinh xong nhá. Rồi. Thì cái này nó mới gọi là nó mới được kích hoạt. Thì lúc rồi. Đấy ai vào cái mã này soi cũng được. Rồi. Và bọn em đang để hai chế độ nhá. Rồi. Nếu như cái cây của vườn nhà anh muốn public thông tin cho mọi người. Rồi. Thì anh để chế độ mở. Còn nếu ví dụ anh khai sinh xong mà anh không muốn ai xem vào cái mã này được thì anh để chế độ ẩn. Và rồi. Ai xem vào cái mã này anh phải cho người ta, cung cấp cho người ta một cái pháp rồi. Để người ta xem là như giống như trường hợp là nếu như cái vườn cây của anh có cây 5 tỷ 10 tỷ chẳng hạn. Rồi. Anh vẫn làm khai sinh. Rồi. Anh vẫn update thông tin nhưng mà anh không muốn biết mọi người trong vườn biết là cây đấy là cây gì, hoặc okay. là vô tình có một ai đấy vào chụp cái mã này lên đăng lên mạng, người ta vào xem người ta biết là cây vườn này có cây bảo duy chẳng hạn. Rồi. Cây đắt tiền thì khi mà anh làm như thế nhá, anh có người ta có đăng cái mã này lên đấy thì người ta soi vào nó phải qua một cái lớp bảo mật. Rồi. Cái mức bảo mật đấy là do chủ vườn đặt. Đó, rồi, đó, okay, đó thì nó okay. rất là hay như vậy. Thì cũng được, tức là vâng. tùy cái nhu cầu thì, của vâng. nhà vườn thôi. Thứ hai là nhà vườn này, nhà vườn có rất nhiều cây. Nhưng mà trong quá trình chăm sóc người ta không thể nào gắn mã hết cập nhật thông tin nữa. Thì người ta chỉ làm một cái việc như này. Cây nào mà trước khi bán ấy, thì người ta khai sinh. Rồi. Người ta chụp ảnh và người ta quay clip và người ta gắn mã lên đây và người ta thiết cái niên phong ở đây và người ta giao cây cho khách. Rồi. Lần này người ta bán 10 cây thì người ta làm 10 cây. Rồi. Người ta khai sinh 10 cây cũng không cần thiết người ta phải khai sinh hết cả cái cây vườn trong hàng ngày, người ta đi cập nhật. Cái việc cập nhật là cái người thứ hai. Rồi. Sau khi cái người khách mua ấy, là phải cập nhật cho cái người thứ trước xem. Rồi. Đó. Thì nó có hay ở cái đấy. Rồi, okay. Không phải là ví dụ anh mua hết để anh khai sinh trên cây vườn mà anh không có thời gian. Rồi. Còn nếu mà anh muốn khai sinh hết thì anh quản lý trên hệ thống là anh quản lý bằng nhân viên. Thì rồi. Anh phải bắt nhân viên là khai sinh hết cho tôi để tôi trên hệ thống tôi biết là vườn đấy ra bao nhiêu cây. Anh trên hệ thống anh kiểm soát hết ở nhà anh có bao nhiêu cây HO, bao nhiêu cây. Cái này là kẹp tượng trưng ở đây thôi nha các bạn. Thế còn đúng ra là phải thít. Vâng, đúng rồi, cái cây nó nhỏ. Còn khi nó lớn lên thì cái phần gốc bao giờ nó cũng nhỏ, những cây to ấy. Phần gốc là nhỏ nhất thì anh thắt vào cái chỗ này ấy, thì là người ta không kéo lên được mà người ta không kéo xuống được. Và nó cắt đi thì gần như là mất cái tác dụng của niêm phong rồi. Đúng rồi. Vâng. Với niêm phong không còn giá trị. Và em đặt ở đây để khi mà mình quay ấy, mình thấy là cái vị trí nó sẽ là thế này, sau này nó thế này. Ok, cũng thông tin khá là thú vị, mình nghĩ là thế. Và nếu mà khai thác đúng thì nó cũng sẽ rất lợi ích cho nhiều người. Đấy, nôm na là nếu như một nhà vườn thì một năm thì cái 3 triệu ấy nó giống như kiểu là cái phí khởi tạo. Vâng, nôm na là thế, vâng. cái phí khởi tạo và duy trì hệ thống. Và em nói thêm, đấy. Tí nữa em nói thêm cái phí ấy. Vâng. Do là cái tỷ lệ cái nhà vườn bây giờ ấy là bọn em đang phát triển là nó rất là ít. Nên là cái phí của em đã đưa ra một cái mức phí đấy để làm sao bọn em phải duy trì được hệ thống. Rồi. Còn khi cái nhà vườn mà số lượng càng tăng lên đấy, bọn em cam kết là phí sẽ giảm, không bao giờ tăng. Rồi. Bởi vì sao? Cái chi phí của em còn là cố định rồi. Rồi. Thì cái số lượng vườn nhiều vườn tăng lên á, thì là cái phí nó sẽ giảm xuống. Rồi. Và bọn em cam kết tất cả cái trên hợp đồng là phí chỉ có giảm thôi, không bao giờ tăng. Rồi. Mỗi một năm bọn em sẽ đưa ra một cái mức phí giảm nếu như lượng nhà vườn tăng lên. Rồi. Và khi cái nhà vườn mà
đưa lên trên hệ thống của bọn em, là họ muốn đưa lên web thì bọn em sẽ đưa. Còn nếu những nhà vườn mà người ta chơi lan, người ta không muốn kinh doanh, người ta không muốn biết là nhà mình có vườn lan, thì người ta vẫn dùng tài khoản như người ở tạm ẩn. Thế là anh em lên trên trang web sẽ không được biết hết được các nhà vườn được là lý do đó. Còn nếu mà câu chuyện là tất cả mọi người muốn đưa lên trang web thì bọn em sẽ đưa hết. Rồi. Để cho mọi người thấy đang có bao nhiêu vườn đang hoạt động và bao nhiêu nhà vườn đang kinh doanh sản xuất và dùng cái phần mềm này. Rồi. Thế thì có một điều là một số nhà vườn họ dùng phần mềm mà họ không muốn cho mọi người biết. Rồi. Đó, thế nên là bọn em sẽ phải để ở chế độ ẩn. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đấy, hôm nay thì cái video nó cũng khá là dài rồi các bạn ạ. Thì tôi hôm nay là gọi là tôi có nghe về cái phần mềm này cũng một thời gian rồi. Thế nhưng hôm nay thì có cái duyên là ghé vườn của giáo sư Trần Duy Quý. Thì hóa ra là cái sản phẩm này lại là thuộc cái sở hữu bản quyền, đúng không? Vâng. Của cái viện của do giáo sư đang làm gọi là viện trưởng ở đấy. Thì cũng rất là hay nên là giới thiệu với mọi người. Nếu mà mọi người mà có lan, có chơi lan hoặc là có cây cảnh, hoặc là mọi dùng người có chơi hoặc là kinh doanh, thì mọi người có thể là nên thử nghiệm. Bởi vì hiện tại bây giờ là thử nghiệm là miễn phí, 6 tháng là miễn phí, không mất gì cả. Và nếu mà các bạn, nếu mà sau 6 tháng mà mình thấy hay thì mình ký hợp đồng, mà không thấy hay thì thôi, dừng lại, chả mất gì. Thế chẳng mất gì cả các bạn ạ. Mà theo tôi thì nên thử. Sau cái buổi hôm nay về tôi cũng sẽ thử đối với những cái cây ở vườn của tôi, dùng cái bộ tem này để quản lý nó. Bởi vì thứ nhất ấy, là trong vườn của tôi cũng giống như là rất nhiều nhà vườn, tôi thì không phải nhà vườn chuyên nghiệp nha các bạn, tôi là cái vườn để chơi thôi. Nhưng mà trong đó thì bây giờ cũng phải có khoảng chục cây ấy, là anh em cứ nhờ mua xong rồi chung một ít tiền đấy, cho gửi vào một tí đấy. Thì có những người thì bảo là thôi kiệm mua thì tôi mới dám mua, chứ còn không thì tôi thôi. Thế cuối cùng là nhiều khi có những cây là mình cứ phải ké một tí vào đấy để cho anh em gọi là họ mới dám đầu tư. Thế chính vì thế thì mà tôi luôn mong muốn một cái sự minh bạch, cho nên là cứ khoảng độ một vài tuần thì tôi lại phải đi chụp ảnh, tôi gửi vào một cái group. Hiện tại giờ tôi đang duy trì là tôi ví dụ có những cái nhóm ở trên Zalo để hay là trên Messenger để hay là trên WhatsApp hay cái gì đó, tức là mình sử dụng một cái công cụ thứ ba, một cái ứng dụng nào đó để mình lập một cái nhóm, sau đó là mình cứ có cái thông tin gì về cái cây đó thì như là nó lớn thêm được bao nhiêu, hay là nó có ốm đau bệnh tật gì, nó có triệu chứng như thế nào, hay là nó sinh sôi ra mầm gốc mới hay là ra cái kia mới, thì mình lại chụp ảnh hoặc là mình quay clip mình đưa lên đấy. Thế thì thay vì là mình phải chủ động mình làm cái đấy gửi cho mọi người, thì mình có thể mình sẽ gắn cái này vào và lâu lâu khoảng độ 1-2 tuần mình sẽ chụp ảnh mình update lên đây, thì có nghĩa là mọi người đều có thể xem được, cùng quản lý đó được. Bởi vì nếu mà tôi thì tôi nghĩ rằng là cái gì cũng thế thôi, nếu mà làm ăn hoặc là chơi, kể cả chơi với nhau mà chung đụng bất cứ một cái gì không minh bạch là tan nát, tan vỡ luôn. Xin lỗi nhá, kể cả bố con cũng còn quánh nhau vì nếu không minh bạch, cho nên là bạn bè là chuyện liên quan đến đối tác là bình thường. Cho nên là liên quan đến kinh tế là phải rõ ràng. Thế chính vì thế cho nên là tôi nghĩ là cái bộ này nó cũng sẽ rất là hay. Còn nếu mới nghe qua ấy thì sẽ thấy là một cái bộ này mất cái phí thì là mất 3 triệu. Nhưng mà 3 triệu đấy thì tôi hôm nay tôi nói nó như là cái phí khởi tạo và duy trì. Còn nếu mà mình sử dụng dịch vụ thì mình cứ mỗi một cái bộ như thế này là mất 50.000. Nhưng mà nó là theo cái đấy thì khi mà nghe 50.000 thì nó cũng là to. Nếu mà người ta to tại sao? 50.000 thì mới nghe thì bé. Nhưng người có những người ta nghĩ bảo ôi thế tôi có 1.000 cây đúng không? 1.000 cây, thậm chí là 10.000 cây. Mà tôi chơi như thế này thì một số tiền khổng lồ. Nhưng mà như các bạn, như Lâm vừa rồi lại có chia sẻ đấy, là không phải cây nào mình cũng như ấy. Còn nếu những cái cây quý, cây giá trị thì khi mình bình thường mình có thể để trong vườn một cách vô tư, nhưng khi mình khởi bán cho một người khác cây có giá trị thì lúc đó mình mới lập cái đấy vào. Không có nghĩa là mình có 1.000 cây thì mình phải lập cả một, phải mua 1.000 bộ này, đúng không ạ? Đúng ạ. Đấy thì là như thế. Thì mình làm khai sinh đúng đấy. Rồi, khai sinh đấy. Mà thực ra thì lo gì, bán được rồi thì lo gì mấy cái mã này đây. Đúng rồi. Bán mấy chục triệu hay là mấy triệu thì kể cả mấy triệu
Chứ đừng nói ví dụ bây giờ nhá, giả sử như bán một cái key 5 cánh trắng Phú Thọ là 5 triệu thì bỏ ra 50.000 thì cũng chẳng có nghĩa lý gì, đấy. Mà tại sao nó yên tâm là yên tâm cho hai phía nhé. Một là yên tâm cho cái người mua, thứ hai là cũng yên tâm cho người bán. Nó giảm cái nguy cơ là bị cháo cái cây gọi là không đúng vào để bắt đền. Cái chuyện đó là có nhé các bạn, đã có và đã từng xảy ra cái đấy rồi. Đấy, thế thì tất nhiên như tôi đã nói ban đầu, cái kẹp này nó cũng có cái giới hạn của nó, và nó không thể đảm bảo chính xác, tuyệt đối là không thể thay được. Bởi vì kẹp chì của nhà nước có thay được cũng ngộ đây. Kẹp này thì vẫn có thể, nhưng mà như lúc nãy anh Nguyên, anh Vũ Xuân Nguyên anh có nói đấy, là cái gì làm nó cũng có rủi ro của nó, nhưng mà mình nên khai thác cái mặt tích cực, mà mặt giá trị gia tăng của nó thì nó sẽ hay hơn là cứ mình cứ đi lo lắng về cái chuyện là cái mặt tiêu cực của nó. Đấy, một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn, chúc các bạn luôn luôn có được sức khỏe, niềm vui, và các bạn trải nghiệm cái dịch vụ của cái gọi là truy xuất quản lý và truy xuất này theo cái địa chỉ này. Các bạn có thể vào cái địa chỉ là quylamfarm.vn và có số điện thoại đây, có số điện thoại hotline này là 0967454999. Số điện thoại này của Lâm luôn đúng không? Vâng ạ, số điện thoại. Đấy, số điện thoại của kỹ sư Lâm luôn. Đấy, cho nên là nếu mà ấy thì các bạn có thể liên hệ với Lâm để mà được tư vấn và kết nối giao dịch các thứ liên quan. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.